Đội trưởng Mỹ Chris Evans hẹn hò mỹ nhân kém 16 tuổi. Sau thời gian bị đồn đoán yêu đương với Selena Gomez, Chris Evans được cho là đang hẹn hò nữ diễn viên kém 16 tuổi Alba Baptiste. Ngày 10 tháng 11, People đưa tin Chris Evans hẹn hò Alba Baptiste được hơn một năm và mối quan hệ giữa họ là nghiêm túc. Họ đang yêu nhau, Chris chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Gia đình và bạn bè của anh ấy đều yêu mến cô ấy, nguồn tin tiết lộ. Đại diện của Evans và Baptiste chưa lên tiếng về tin hẹn hò. Tuy vậy, hai ngôi sao Hollywood từng bị bắt gặp tay trong tay. Alba Baptiste sinh năm 1997 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sớm và đạt được những dấu mốc đáng mơ ước. Năm 16 tuổi, Alba đóng phim ngắn Miami. Bộ phim mang đến cho cô giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan IBG Cosesai. Sau đó, cô đóng chính một số phim ở quê nhà, gồm Caminos Magneticos của Ega Beza và Equinox EO của Ivo Pereira. Năm 2019, cô xuất hiện trong Patrick, tác phẩm đầu tay của đạo diễn đồng hương Gonzalo Worthington. Phim được ra mắt và tranh giải tại liên hoan phim quốc tế San Sebastian. Năm 2020, Alba đóng chính trong loạt phim Warrior Nun, tựa Việt, Nữ tu chiến binh của Netflix. Năm nay, cô tiếp tục là nhân vật trung tâm trong phim điện ảnh Missy, Paris Go to Paris. Theo People, người đẹp 9X biết nói năm thứ tiếng. Cô cũng hoạt động tích cực trong công tác nhân đạo tại một trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Tin tức Chris có tình mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi anh giành được danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 của tạp chí People. Trong cuộc phỏng vấn kèm theo, tài tử 41 tuổi thừa nhận đang mãn nguyện trong cuộc sống cá nhân. Anh cũng bày tỏ mong muốn có cuộc sống ổn định vào một ngày nào đó. Đó hoàn toàn là điều tôi mong mỏi, vợ con, xây dựng gia đình. Khi bạn đọc về hầu hết nghệ sĩ xuất sắc nhất, dù là diễn viên, họa sĩ hay nhà văn, họ thừa nhận điều khiến họ tự hào nhất không phải tác phẩm họ làm ra mà là về các mối quan hệ, gia đình họ tạo ra, tình yêu họ tìm thấy và cảm xúc họ lan tỏa. Đó cũng là điều suốt 41 năm dài tôi muốn thành sự thật. Những điều đó là quan trọng nhất. Tôi thích các ý tưởng truyền thống và nghi lễ. Tôi có nhiều thứ trong đời, vì vậy tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn, đội trưởng Mỹ chia sẻ. Trong quá khứ, ngôi sao Marvel từng có quan hệ tình cảm với các nữ diễn viên Jenny Slate, Minka Kelly và Jessica Biel. Năm nay, anh nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò Selena Gomez.